Anh ơi, cho hỏi nhờ đường đi Hà Giang đi đường nào anh? Hà Giang á? Hà Giang. Hà Giang á? Đi Hà Giang. Hà Giang á? Vâng. Đi thẳng hả? Vâng, cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn nhá. Đi thì nó bảo vẫn đi được, nhưng mà nó cứ đạn nó bắt đầu vào Hà Giang.